Good morning mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Trúc Lê Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình không có quay vlog từ buổi sáng khi mình chuẩn bị bắt đầu là đưa hai con đi học. Tại vì quay nhiều rồi cũng y chang vậy thôi, ngày nào cũng vậy thôi. Thì bây giờ mình đã tới trường của hai bé và đang chờ trường mở cổng. Tại vì chưa tới giờ các bạn, tại đi sớm quá. Bây giờ lạnh quá, ngồi trong xe mở máy sưởi cho nó đỡ lạnh. Xin chào mọi người. Ok, để coi hôm nay mình có những cái hoạt động gì đặc biệt không, mình sẽ quay video lại cho mọi người xem nha. Còn bây giờ rất là lạnh luôn, nhiệt độ ngoài trời khoảng 4 độ C thôi các bạn. Xin thiệt các bạn. Trời lạnh nhưng mà xem nè, nắng nhưng mà rất là lạnh. Năm nay lạnh lắm các bạn ơi, năm nay Cali lạnh hơn mọi năm bình thường. Rất lạnh nhưng mà mình rất là thích mọi người ơi. Đó mới là gọi là Christmas là phải lạnh. Cali thì cũng có tuyết nha mọi người, nhưng mà mình đi lên núi á, gần lắm. Có một năm mình quay đi núi tuyết á cho các bạn xem á, vlog đi, mình đi Idlewild, núi Idlewild. Thì ở đây mọi người hay đi núi Big Bear, nhưng mà cái núi Idlewild mình đi cũng hay lắm. Bye, I love you. Dominique? It's cold. Okay, Dini. Okay. Are you cold, me? Lạnh không? Lạnh ha? Come here. No. Hug mommy. I love you. Have a good day. Bye. Wow, cái này cho năm mới nè mọi người, đẹp chưa? Sang ha. Đẹp ghê, bự luôn. Bao nhiêu một phần? 50 đồng. Nó rẻ hơn cái gói mà làm cho Giáng sinh ha. Đẹp ghê mọi người. Cái này cookie gì đây? À, có bánh dứa nữa nè. Ủa, bánh dứa này ngon lắm nè. Một cái này đi. Này ngon lắm mọi người ơi. Mình bán đồ năm mới này nè, bánh trung thu này nè. Wow. Đây đi. Cái này ngon. Như bánh này kìa chị gái chị cho đúng không? À, không lấy cái đó. Như cái đó muôn lần rồi, nó khô lắm, nó ngọt lắm. Bỏ ăn liền. Mọi người đang sale 99 là 10 đồng. Đây. Sữa. Đây là bánh Noel nè các bạn, bánh buttermilk cinnamon cake. Bánh Christmas. It's bacon nha mọi người. Ôi trời, cũng mọi vậy. Ôi trời ơi, nặng quá. Bacon này là rẻ. Dạ. Sodium. Ờ, hiểu khác hả? Cố khắc lên hả? Chấp nè. Dạ, bơ bên kia bố. Mấy đứa nhỏ nó mê bacon, Sydney. Ăn lâu lâu thôi, chứ ăn mỗi ngày không tốt. Mê giờ cũng bớt rồi. Xưa mê nhiều. Bacon wrap stuffed jalapeno. Bacon gói ớt. Lạnh. Qua. Bơ như là thịt ướp sẵn. Thịt bulgogi Hàn Quốc. Đồ ăn làm sẵn đó mọi người, về bỏ cái nướng này cái xong. Cái bánh gì vậy? Ồ, chicken pot pie. Yeah. Này đâu chơi mua vậy ăn tiện ha. Rồi cái. Dạ, đang đông. Diễm chỉ con gà quay nè mọi người. 4.99 lúc nào cũng vậy đó. Dạ. Trời. À. Hết hồn. Nhìn thấy giá này. Ồ, macaron hả? Rẻ vậy.
thôi. Dân làm macaron với mấy macaron ủng về nhà làm một cái bánh macaron chút xíu hả à. Xíu dạ yeah, có tamale lại nè, mùa là mùa tamale đùi hả không dạ dạ bố ăn không, bố thích thanh thay hay là fresh? Gà không xương. Bò Chenaloy. Wow. Bò như kiểu như bò phi lê vậy mọi người. Ngon á. Wow, 90. Block bao nhiêu đồng? 22 đồng 99 thao. Chocolate. Wow. Cái này tới 90 đồng. Mắc rồi. Cái này quá trời luôn mọi người, 90 đồng. Này của Coca-Cola nè. 55 đồng 69. Mua xong được cái basket này. Cái này là 73 đồng 99. Cái bánh này ngon lắm mọi người. À, như bánh pizza vậy. Ồ, này nó có cái gì đây nè. Đây đi. You guys get... thử nè. Ăn thử này cái gì? Ao chicken meal nè, chicken meal cũng ngon, ăn thử. Ăn thử nha mọi người. Cà phê ly nè mọi người, cà phê này pha kiểu từng chai pha sẵn đậm đặc á. Về bỏ đường, à, bỏ đá vô uống. Nhưng mà bây giờ mình bớt, mình ít uống cà phê Việt Nam lại. Juice. Này trái cây đông lạnh khi đồ này rất là ngon mọi người, ngon lắm luôn á, nó ướp sẵn rồi, ngon, dễ ăn, tiện lợi. Okay. No ramen is it? Yeah. So you ramen? Yeah. Mì này cũng ngon, mì này cũng ngon. Ủa? So you ramen with chicken 18 đồng 69. Rồi, tính tiền xong rồi, đi về mọi người ơi. Hello mọi người, hôm nay dẫn mọi người đi ăn mì Nhật với lại vợ chồng mình nha. Mì Komen này ở thành phố Cypress nha mọi người. Ở đây rất là ngon luôn á mà ít người biết lắm. Komen. Sai bố. Hello, two. Yeah. Okay, menu. Giá này ok lắm. Mẹ ăn cái gì mẹ quên tên hoài. Soyu ramen. Hả? Không phải. Nè nè. Kakuni. Soyu kakuni. Dạ. Này 95. Lên chút rồi. Tiệm rất là ấm cúng, phong cách Nhật Bản. Hello. À, tiệm mì này rất là dễ ăn các bạn, thì giá cả ở đây cũng khá là phải chăng. Thường thì mì Nhật á, cái giá trung bình mình ăn ở những nhà hàng Nhật khoảng 17-18 đô một tô mì, có khi là 20 đô. Nhưng mà tiệm mì này giá nhìn chung là rẻ đó các bạn. Nhưng mình order cái mì gọi là Soju Kakuni thì mì này có cái thịt
giống như là cái thịt kho, cục vịt của mình các bạn. Có một miếng thịt kho rồi với mì trứng và nửa cái trứng luộc ngâm nước tương, thì rất là dễ ăn so với cái khẩu vị của người Việt, vì giá của nó khoảng 13 đô. 13 đô là khoảng 312.000 tiền Việt Nam đó các bạn. Mà bên đây cái dịch vụ gì cũng phải là có thuế hết á, cho nên là 13 đô là chưa có thuế đó mọi người. Mì gồm có mì trứng nè, với lại thịt kho, trứng luộc, với lại chả cá. Cái này gọi là gì đây? Imitation, crab imitation. Không, này phải crab này, chả cá. Bây giờ xin mời mọi người dùng mì với lại vợ chồng mình nha. Cái này gian thịt kho hộp vịt của mình là bỏ vô. Ở đó bà ngoại á, tết cái lấy cái nước lèo trong cái thịt kho á, xong lấy cục thịt ra rồi xong rồi ăn với bún gạo á, ngon là ngon, cũng giống vậy nè, y vậy nè. Mày mẹ cũng nghĩ là họ lấy cái nước cốt từ thịt kho đó hả? Món này cái đốc hoa đó hả, cái hoa nó qua cái nhà, cái thịt kho nè. Là hay lắm, đi khắp nơi hết rồi, từ xưa xa xưa. Cái văn hóa nó ảnh hưởng mấy nước khác nhiều. Có giá đây nữa không? Ăn này nhất đô mi á, thì nó thích ăn cái mì đục không đô mi á. Hả? Cái ra này ở trong Costco mua về á, nó cong nó không đâu có đục, ăn thích. Hấp dẫn rồi. Hấp dẫn. Cho bình trà luôn ha. Hết rồi mọi người. Trà xanh màu đẹp lắm. Mọi người, mình đã đi Costco về rồi. Mình vào đó là chủ yếu là thay cái bình xe của mình, nó bị hết bình nữa mọi người. Nhưng mà đi một vòng thì rốt cuộc cũng mua khá khá một số đồ. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay mình mua được những gì ở trong Costco nha. Cái đầu tiên là cái bánh dứa nè mọi người. Cái bánh dứa này hồi trước mình có được một chị tặng ăn rất là ngon, bánh dứa của Đài Loan á. Nào giờ mình nghĩ cái bánh dứa này nó ngọt, nhưng mà thật ra là nó rất là vừa và rất là lạc các bạn. Rất béo, rất ngon luôn. Mọi người nên thử cái bánh dứa này nha. Cái bánh dứa này hình như là 15 đồng một hộp này nè. Một hộp gồm có 16 cái, được gói trong từng cái riêng biệt á. Rất là ngon luôn. Vừa ăn, bảo đảm người lớn tuổi sẽ thích. Còn cái này là bơ các bạn. Bơ mua trong, để làm bánh á. Mua trong trong Costco, trong Sam Club thì nó rẻ hơn ở ngoài nhiều. Nó có 4 cái lốc bơ bự nè các bạn. Nguyên một cái lốc bơ bự này là tổng cộng là 4 pound á các bạn. Rồi và một cái dầu xả Pantene thì
dầu xả bên trên rất là mượt luôn á. Mình rất thích xài loại dầu xả này. Và tiếp theo là bacon. Bacon này hình như là 16 đồng 99, gồm có 1, 2, 3, 4 hết bacon. Bacon ở ngoài mình mua cũng phải 7, 8 đồng đó các bạn. Loại bacon này loại mỏng. Và cái mì shoyu ramen này với lại gà nè, rất là ngon. Họ đông lạnh sẵn trong một từng tô các bạn. Một thùng vậy là có 6 tô. Thì mình sẽ hâm microwave trong vòng có mấy phút, mình sẽ có một tô mì Nhật shoyu ramen rất là ngon luôn. Con mình rất là thích. Thì trong đây nó có những thành phần như vậy nè, thì nó y chang vậy đó. Gà có nó cũng thấm, cũng rất là ngon. Còn cái này là đậu hũ. Đậu hũ có 4 gói đậu hũ ở trong đây. Đậu hũ này ở mức trung bình là cứng vừa các bạn, ở 5-6 là cứng hơn nữa, thì ở mức 4 là cứng vừa. Còn đây là hạnh nhân, bột hạnh nhân để mình làm bánh macaron nè. Còn cái này là sữa, loại sữa này chỉ có 2% béo thôi, cho Dominic và Sydney uống loại sữa này. Và cuối cùng là cái cơm chiên các bạn, nãy mình có giới thiệu cho các bạn cái giá đó. Thì cơm chiên này rất là ngon, họ nêm nếm gia vị rất là vừa ăn của cái hiệu Ajinomoto các bạn. Cho nên là mình mua cái cơm với cái mì này để trong tủ lạnh rất là tiện. Thì mình đi đâu mình về mình không kịp nấu ăn á, thì mình chỉ cần hâm là mình ăn, mà nó rất là tươi ngon chứ không phải là kiểu đông lạnh mà đồ để với đồ hộp á các bạn. Cái này là gồm có 6 túi, một túi 9 ounce. Trong đây mình hâm 3 phút trong microwave là có một tô cơm chiên rất là ngon luôn. Cơm chiên mà kiểu nó có gia vị, nó có nước tương trọng luôn á, chứ không có bị khô khan đâu các bạn. Đó, hôm nay mình mua được như đây nè các bạn. Tính đi vô mua cái bình xe mà tự nhiên loại ra bao nhiêu thứ. Hello, xin chào mọi người. Mình đang ở trường học của Domi Sydney đây. Hồi nãy vừa quay cái Costco haul cho mọi người á, thì phải lật đật đi ra đón Domi Sydney. Tại vì thứ tư á, là ngày hai bé được đi học về sớm á mọi người. Sớm hơn bình thường khoảng gần 1 tiếng á, 45 phút. Cho nên là hôm nay là phải đi đón sớm. Mọi người, hai bé đi học về rồi đây. Bây giờ chuẩn bị về nhà. Sydney, Sydney, hi. Giờ mở lịch rồi, hôm nay là ngày 14 tháng 12. Only 10 days to go. It's only 10 days to go. Wow. Where is 14? 14 nè. Aha. 13. Yeah, nè. What do you got, Dominic? White chocolate? Cái này được cái gì? Ooh, yeah! Oh, wow, wow, wow! It's a night moon, yes! Can I... Hôm nay được quá trời quà luôn mọi người. Được Grandma Jerry hàng xóm nè, cho Domi Sydney được 2 túi quà to. Mẹ Trúc cũng được 1 túi, bố Doãn cũng được 1 túi. Hôm qua bạn thân của bố Dominic cũng mang quà xuống quá trời luôn. Đó, nè, quà của mẹ Trúc nè, quà của Domi Sydney, từ chị Phoebe là con gái chị bạn thân mình, và quà của bố Dominic. Và một món quà nữa của chị bạn thân mình là cái đèn nè mọi người, cái đèn thủy tinh này nè. Nè, đó. Đó là từ của chị bạn mình. Cái này mở ra luôn tại vì để trưng Giáng sinh á. Đó, cái này nè, đẹp không? Đó, được quá trời quà luôn. Còn quà của gia đình chưa có gói nữa. Nè, cái bánh dứa bên trong nó như thế này nè mọi người. Cái này dùng để biếu tặng rất là phù hợp luôn, rất là lịch sự và rất là dễ ăn nữa. Mình thích nhất là mỗi cái bánh được gói trong một cái bịch riêng như thế này nè. Đó, nhìn rất là đẹp ha. Mình nghĩ này là tặng Tết rất là phù hợp luôn á. Đây, cái vỏ bánh nó mềm, nó béo. Đây, cái nhân thơm dứa bên trong. Còn đây là cái mì mình mua ở Costco này các bạn. Cái mì Nhật đó. Rất là dễ ăn luôn. Thơm, ngon, vừa miệng. Đó, mình hâm microwave bây giờ thưởng thức thôi.